Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda CR-V, chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi của bên nhà Honda mà trong cái video ngày hôm nay, thời điểm ngày 20 tháng 7 năm 2023, còn 10 ngày nữa thôi là kết thúc tháng. Video này Top Car VN sẽ cập nhật chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất dành cho từng phiên bản của Honda CR-V, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. CR-V thì hiện tại ở trong cùng phân khúc, trong cùng tầm tiền, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Mitsubishi Outlander, cạnh tranh với cả Hyundai Tucson hay kể cả Mazda CX-5. Với dòng CR-V thì đang có tổng cộng là 3 sự lựa chọn. Tuy nhiên thì video này Top Car VN sẽ cập nhật hai phiên bản cơ bản nhất thôi, hai phiên bản được nhiều người quan tâm và chú ý, đó là phiên bản G và bản L. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ máy xăng 1.5 turbo. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Với cái dòng xe CR-V này, bên phía nhà máy trong tháng 7 này vẫn đang ưu đãi hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ. Cái này thì nó sẽ quy ra trực tiếp về tiền mặt và giảm vào giá xe luôn. Đâu đó giảm dao động từ 155 đến 175 triệu đồng tùy từng nơi áp thuế như thế nào. Honda CR-V lại là một chiếc xe sản xuất và lắp ráp trong nước, khi mà chúng ta đi nộp thuế lại được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ nữa. Vậy thì tổng ưu đãi các phiên bản giảm là cực kỳ hấp dẫn. Chi tiết thì mình sẽ cập nhật như sau. Đầu tiên là Honda CR-V phiên bản G. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 048 triệu đồng. Những tỉnh mà áp thuế là 10% đâu đó giảm được 155 triệu đồng tiền mặt. Ở Hà Nội có thể giảm lên tới 160 triệu anh chị ạ. Ví dụ như ở Hà Nội 1 tỷ 048 triệu giảm 160 triệu, giá xe còn có 888 triệu đồng cho phiên bản G 7 chỗ ngồi, option cơ bản là đầy đủ. Lăn bánh ở tỉnh mình có tính sẽ là 948 triệu. Ở Hà Nội là 974 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 968 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 948, Hà Nội là 974 và thành phố Hồ Chí Minh là 968 theo phương án trả góp để lăn bánh được phiên bản G. Trả góp bản G này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 232 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 263 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 252 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 232, ở Hà Nội là 263 và thành phố Hồ Chí Minh là 252 theo phương án trả góp phiên bản G anh chị nhá. Phía trên bản G đó là phiên bản L. Bản L này thì là phiên bản cao nhất tại thời điểm này đang phân phối của Honda CR-V, với mức giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu. Những anh chị nào mà ở tỉnh áp thuế 10%, đại lý có thể giảm về tiền mặt là 155 triệu. Ở Hà Nội có thể giảm lên tới 175 triệu đồng. Ví dụ như ở Hà Nội 1 tỷ 118 trừ 175, giá xe của 7 chỗ ngồi bản cao cấp nhất bản L bây giờ có 943 triệu đồng thôi. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 022 triệu. Ở Hà Nội là 1 tỷ 034 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 042 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 1 tỷ 022, Hà Nội là 1 tỷ 034 và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 042 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp bản L ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 247 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 278 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 267 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 247, Hà Nội là 278 và thành phố Hồ Chí Minh là 267 theo phương án trả góp. Cả hai phiên bản này tại thời điểm này tại đại lý đang có sẵn đủ màu giao ngay và luôn. Đó là mức giá của hai phiên bản đang phân phối chủ đạo của Honda CR-V, bản G và bản L. Anh chị mà chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về chiếc xe này, hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể cập nhật chi tiết nhất mức khuyến mại quà tặng tại thời điểm mà anh chị chúng ta có nhu cầu lấy xe và làm hợp đồng. Đặc biệt là trong thời điểm 10 ngày cuối của tháng, chính sách giá có thể linh động hơn nữa. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.